Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay ô tô Đức Thiện vừa mới về một chiếc xe, đó là chiếc Suzuki Swift. Đây là phiên bản GLX, bản cao cấp nhất của Swift quý vị nhé. Với những trang bị vượt trội so với bản GL, đó là như là đèn bi LED này, ga tự động, điều hòa tự động, màn hình cam lùi đó. Vâng, một mẫu xe vô cùng nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu. Xe trang bị động cơ 1.4 ạ. Một mẫu xe với thiết kế rất là cá tính, sành điệu và thời trang. Vâng, chiếc này cực kỳ phù hợp với những chị em phụ nữ ạ. Khi sở hữu chúng ta đi đưa đón con hàng ngày này, đi chợ đi cà phê, nhìn rất là thời trang luôn, cực kỳ sành điệu. Và chiếc này màu đỏ nữa quý vị nhá, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của chiếc xe. Rồi em sẽ đi một vòng tổng thể ngoại thất quý vị xem ạ. Vâng, về phần đèn đây, xe đây trang bị đèn bi LED quý vị nhá, nhìn rất là đẹp và hiện đại đấy ạ. Đó, hệ thống đèn nhìn rất đẹp mắt nhá. Đó, đèn bi LED và trên bản GLX mới được trang bị đấy ạ. Xe trang bị động cơ 1.4 vô cùng tiết kiệm luôn. Và chiếc này của em là sản xuất 2019 ạ. Sản xuất 2019, xe mới chạy được 1,5 vạn thôi, vâng, còn rất là mới. Thì khi sở hữu chiếc xe này, quý vị có thể đỡ được một khoản so với mua xe mới. Quý vị có thể đỡ được tiền đăng ký đấy ạ. Mà chất lượng xe thì gần như mới luôn. Xe được trang bị khóa thông minh nhá, đóng mở một trạm đấy ạ. Màu đỏ cực kỳ đẹp luôn, rất là thời trang, cá tính, sành điệu. Đó, xe được nhập khẩu Thái Lan quý vị nhá, rất mới luôn. Đó, xe trang bị màn hình và cam lùi. Đây, xe quay keo chỉ quý vị xem để quý vị thấy được chất lượng xe ạ. Một mẫu xe được mệnh danh là Mini Cooper của Nhật, với thiết kế nó cũng hơi na ná với Mini Cooper, rất là thời trang. Đây, keo chỉ đã rất đẹp luôn quý vị nhá. Chất lượng thì bên em cam kết là xe không tai nạn, không ngập nước, máy móc động cơ nguyên bản, và hỗ trợ vay ngân hàng đến 70% giá trị xe ạ. Vâng, xe thì đã lên một bộ ghế da nhá. Lên một bộ ghế da nhìn rất đẹp mắt và thể thao đấy ạ. Đây, keo chỉ đây, rất đẹp luôn. Xe thì đăng kiểm đến tận năm 2022 cả. Xe thì quý vị lấy về chỉ việc đi thôi, xe không một lỗi lầm gì cả, rất mới. Đã lên một bộ ghế da rất là đẹp, gương chỉnh điện cặp điện đấy ạ. Đây, xe trang bị đề nổ tự động quý vị nhá. Đó, đề nổ tự động này, vô lăng tích hợp phím bấm này, ga tự động. Đây, em quay vô lăng của quý vị xem này, vô lăng rất mới luôn, không một vết xước luôn đấy ạ. Xe chạy ít mà. Vô lăng thiết kế kiểu đi cắt này, rất là thể thao. Đó, vô lăng đi cắt đây, rất đẹp. Phím bấm nhiều. Màn hình cam lùi, điều hòa tự động. Cổng sạc các thứ đầy đủ cả. Những trang bị cơ bản thì xe không thiếu một thứ gì cả. Đây, lên một bộ ghế da rất đẹp nhá. Trần xe đây rất đẹp luôn, không một vết xước. Đây, vô lăng này rất là luột. Sau đây em quay phần động cơ quý vị xem nhé. Vâng, đây là phần động cơ của chiếc xe đấy ạ. Động cơ 1.4 vô cùng nhỏ gọn và tiết kiệm rồi. Đó, đây, máy móc động cơ rất sáng nhá. Nguyên bản từ con ốc luôn, rất đẹp. Chất lượng thì bên em cam kết rồi, không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Đó đây, từ con ốc nguyên bản rất đẹp luôn. Xe thì em bên em bày bán lên cho quý vị xem thì đã dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ, để quý vị quan sát dễ hơn. Đây, từng có nóc capo từ này rất đẹp, keo chỉ. Đó. Vâng, Suzuki Swift 2019 bản GLX ạ. Chiếc này thì các chị em phụ nữ đi phải cực kỳ thời trang và sành điệu luôn. Đó, 2019 quý vị nhá, xe rất là mới bản GLX. Nếu quý vị làm quan tâm hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên màn hình, hoặc qua cửa hàng đó là số 10 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, ô tô Đức Thiện. Em xin kết thúc video tại đây. Nếu quý vị thích hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ ô tô Đức Thiện ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau ạ.